Tại họp báo chính phủ thường kỳ trả lời câu hỏi về tăng trưởng tín dụng năm 2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 đạt 13,71%, khối lượng tiền đưa vào nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Nếu tính trên cơ sở dư nợ hiện nay khoảng 13,56 triệu tỷ đồng, thì sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế. Phó Thống đốc cho biết khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024 phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, đảm bảo dòng vốn chảy vào đúng các đối tượng cũng như an toàn hệ thống tín dụng. Nếu điều kiện thuận lợi, cuối năm hoặc giữa năm sẽ mở thêm room tín dụng cho các ngân hàng thương mại, ông Đào Minh Tú thông tin. Về cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024, theo ông Tú, kinh tế năm 2024 có nhiều dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc hơn trên cơ sở của năm 2023. Bên cạnh đó là kỳ vọng không có những tác động khó khăn từ kinh tế thế giới như năm 2023 sẽ giúp nhu cầu đầu tư của nền kinh tế sẽ tăng lên. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng cũng sẽ được hỗ trợ từ mức lãi suất đang rất thấp hiện nay. Theo ông Tú, mức lãi suất hiện nay thấp hơn trước dịch rất nhiều, thậm chí là thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Phó Thống đốc cho rằng đây là một trong những yếu tố cơ bản để tăng trưởng tín dụng có thể tăng mạnh. Với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước đã giao chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm. Những ngân hàng nào đạt được chỉ tiêu tín dụng vẫn có khả năng cung ứng thêm vốn cho nền kinh tế, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn hệ thống, điều kiện kinh tế vĩ mô cho phép thì sẽ tiếp tục giao thêm room tín dụng.